Xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, cô chú ơi, hiện tại em Tuyên đang có mặt ở trong thôn Đề Chia. Và ngày hôm nay thì em Tuyên vào xin thông báo với các cô chú mạnh thường quân là có những cái tin vui. Như đợt trước là gia đình em Xính Pà và gia đình chú Sử có nhận được quà của các cô chú và có hứa là mua dê, đúng không ạ? Và thì ngày hôm nay thì em Tuyên cũng xin mời mọi người vào để thăm gia đình em Xính Pà và cũng thăm lại vừa rồi thì em thề có thông báo em Tuyên là em Xính Pà đã mua được dê. Và dê kia là thầy mua cho à? Đúng rồi. Ngày hôm nay là chúng ta vào là hai gia đình, ba gia đình. Gia đình em Xính Pà mua dê, gia đình nhà anh Thà mua dê đúng không? Đúng rồi. Và nhà chú Sử mua dê chưa? Đúng, mua rồi. Mua hết rồi à? Vâng. Đấy thì hôm nay em Tuyên vào, em Tuyên ghi hình để thông báo các cô chú là những gia đình nhận được quà các cô chú đã mua dê vào và cũng vào để xem con dê giống này nó như thế nào. Mọi người nhá. Thì đi bên này nhỉ. Đây thì hôm trước thì nói chuyện với các gia đình rồi cô chú ạ. Thì nhà em Xính Pà cũng nhờ em Thề này, cũng là anh em thôi, thì là nhờ mua dê. Và cũng như nhà mẹ của em Xính Pà mua dê. Thì nhà của mẹ em Xính Pà là được phần quà là 2 triệu đồng. Em Xính Pà là được 1 triệu đồng và có ứng thêm là 1 triệu 6 nữa. 1 triệu 6 nữa để mua dê. Đó. Hôm vừa rồi mua dê to không? To mà. Được bao cân? Chắc là mà... Trời nắng quá nên em Tuyên em thề đi tắt luôn cô chú ạ, đi tắt luôn để cho nó nhanh. Đấy, thì và cũng trong cái thời gian vừa qua các cô chú cũng đã xem video và thấy được một sự khác biệt của hai vợ chồng em Xính Pà. Thì thấy là đi giúp đỡ nhà A Phú làm nhà này. Và cũng thấy giúp nhà anh Xì này, thì các cô chú đã bảo là có thể là bây giờ Xính Pà đã đang dần dần thay đổi và hiểu được những cái món quà của cô chú, biết trân trọng nó và bây giờ đã có sự thay đổi rồi. Thì em Tuyên thì cũng rất hy vọng là hai vợ chồng có sự thay đổi và nếu mà nhân duyên của các cô chú, rất là mong muốn là hai vợ chồng có thể dựng được một ngôi nhà như ngôi nhà xây này. Thì em Tuyên ở đây thì em Tuyên cũng rất là mong muốn, hy vọng các cô chú nếu mà ai có yêu thương hoặc là rất là quý hai vợ chồng và hai vợ chồng đang có một sự thay đổi tích cực tốt hơn thì có thể là em Tuyên cũng rất là vui khi được các cô chú gửi tiền về giúp cho các em đấy xây nhà thì rất là tuyệt vời luôn các cô chú ạ. Đấy thì chứ không phải là em Tuyên chỉ giúp những gia đình này hoặc những gia đình này, hoặc là em Tuyên lại bắt nạt gia đình em Xính Pà. Em Tuyên không hề bắt nạt ai cả, và trong thôn Đề Chia này em Tuyên rất là muốn tất cả bà con thôn Đề Chia có thể được một ngôi nhà như ngôi nhà bên này. Thế quay sang bên này, đấy chính là những ngôi nhà mới được như nhà chú Sử đây. Chứ em Tuyên rất là muốn bà con thay đổi được những ngôi nhà gỗ siêu siêu vẹo vẹo như này. Mọi người đây chính là ngôi nhà anh Thà. Đây thì cũng như nhà anh Thà thôi. Thì đấy, các cô, các chú hay anh chị nào muốn nhân duyên, yêu thương các hộ gia đình thì có thể gửi tiền về để giúp cho những gia đình, tạo động lực cho bà con xây được ngôi nhà mới. Đấy, chúng ta cứ gửi về làm một cái quỹ ra, xong rồi từ đó bà con có tinh thần động lực để bà con làm nhà. Thì em Tuyên rất là vui. Nếu mà có các cô chú nào bén duyên thì rất là cảm ơn cô chú. Còn bây giờ chúng ta vào nhà. Nhưng mà đóng cửa này. Đang đi đâu rồi? Đang chả biết là đang đi chợ chỗ này. Thế chưa có ai ở nhà thì chúng ta sang được chú Sử. Vâng. Chú Sử mua chưa? Mua rồi. Là đi làm nương à? Đang trồng ngô. Trồng ngô à? Trồng ngô bên này. Trồng ngô ở đâu? Đến... kia kìa, đang về kìa. Ui dồi ôi, nắng này mà cho cả ông cháu đi như kia chẳng ốm à? Chắc là không có người trông ấy. Ôi dồi ôi. Chú Sử ơi, đây này, nhà đóng cửa rồi. Đây này, chú Sử nhá. Đợt vừa rồi là bảo hứa là làm cái máng này còn chưa làm nhá. Đúng rồi. Không làm nữa, anh mà chú Phúc Trần chú thấy là nếu mà chú không làm là thu đấy. Anh tặng cho gia đình khác, đến nói với chú đấy luôn. Chứ đợt trước chú đấy bảo làm rồi. Các món quà này cô chú gửi về là mất tiền. Mua về tặng cho mình phải làm chứ không phải mua về để không đấy. Đúng rồi. Đấy. Cũng giống như là mua dê thôi. Tặng, hứa mua dê là phải mua dê. Xem nào, chỗ này sân đấy, sân phóng sạch sẽ luôn cô chú này. Các nước được tặng này, đấy. Đây này cũng đang hứng cái này này, nhưng mà đang làm linh tinh thôi. Cũng đang mắc ở đây hứng về đấy, nhưng mà làm này không được. Mất tiền mà. Đấy. Ai ơi, dê nhà, lợn nhà chú đây đẻ rồi này, thế này. Vâng, để rồi. Đây này, để anh quay cho. Này. Trong này là có dê cái đấy, có lợn cái đấy. Lợn có một con. Đây này. Mấy con lợn con kìa, đấy thấy không?
Các cô chú thấy không? Đi được không? Đi được không? Được. Nhà thì vẫn gọi là nhà mua xây thì vẫn chưa hoàn thiện được. Sau này đi hai vợ chồng tự đi làm thuê mà. Đi làm thêm quần ấy. Đi làm thuê tự làm thêm thôi. À kìa. Ây da, có lợn này. Được mấy con không biết. Đây có 4 con ở dưới gầm kia, mấy con nữa? 7 con. 7 con cả. Vâng. Được cái chứ. Nhưng chủ lợn này hơi bẩn này. Chủ lợn này bẩn đấy, nên này là không có con nó phơi phơi xuống này. Ừ. Thế này thì nó ướt như này là bị lợn bị bệnh đấy, nước suốt ngày nó đái này, nó phải làm cái lỗ ra. Đúng không? Nè, chú ấy tự mua hay là nhờ em mua? Con này chú tự mua luôn. Ờ, mua con này han tâu đây không biết. Con này chả biết được. Con này khoảng bao nhiêu tiền? Chả biết. Đây, nói chung là cũng đã mua dê được cô chú nhá. Để cho mọi người thấy được. Đã nhận được món quà của cô chú thì phải thực hiện thôi. Chứ không thể không thực hiện được. Cái này từ lúc là nuôi bò này. Cỏ từ lúc là có con bò như bán đi để xây nhà rồi cô chú ạ. Bán 2 con bò. 3 con kìa. Bán 3 con cơ? Một con ở bên nơi đó mà. À ừ, nhà một con chỗ nhờ thầy nuôi. Đúng rồi. 2 con ở nhà. Đúng rồi. Tổng bán 3 con bò để xây nhà đấy cô chú ạ. Ok đấy nhỉ. Đây. À, gà ở đây thì cũng có bằng này thôi. Nhưng cái chuồng lợn này bảo chú đấy, chú phải làm cái thoát nước đi. Hôm nay nó bệnh đấy. Cái cửa này khó thật sự. Ây da. Mình cao quá. Chào chú Sử nhá. Vâng, đi chạy. Ui dồi ôi. Chú Sử đi làm nương mà mặc áo này dày thế này chẳng nóng à? Thế. Sao chú không mặc áo phông ấy? Áo phông như áo cánh như em hả? Mặc áo này nóng này. Mặc trẻ cho này mà áo thẻ em pa. Cái Sử nóng quá đó, cái tay nắng nó chiếu vào nó nóng gì? Đây, cho cả con đi mà. Cho cả mua me cua này đi này, nắng là ốm mà chú. Trời ơi, ốm mặt đỏ hết đây này. À, mua, rồi nhom nhuốc quá. Đấy, bây giờ bố mẹ đi làm khổ. Ở nhà chơi ông bà. Mặt mũi hơi nhem nhuốc quá thì ạ. Hả? Vâng, chào đi ạ. Chú Sử mua con dê kia han tâu tiền. 1,8 triệu. Đi chọn dị mà. 1,8 triệu, nghe mình nghe cũng biết một tí tiếng Mông. Đấy. À, cháu đang đói à? Hay là theo bà? Hay là theo bà đúng không? Hai bố mẹ ở nhà. Lấy đế để rửa mặt đi. Thế ạ. Thế nhà chú Sử làm hết ngô chưa? Thế. Thế tàu đó. Chưa. Hai vợ chồng cứ mạ mạ làm thôi. Bây chồng chưa? Chuẩn bị chồng. Mới ở chỗ rồi mà. Chưa. Vì chưa có nắng, chưa có mưa thì chồng lại chết hết. Thì mà làm nước thì là hết rồi. Ừ. Nước mới là hết mà chứ chúng không. Ừ. Mua đấy. Này đây tắm. Nhưng từ từ em bảo vừa đi nắng về từ từ nghỉ một tí á. Không. Không. Vừa đi nắng về mà tắm luôn nó ốm đấy. Bỏ xoáy mình chỉ chờ dùng trắng cua mũi rô lò mà đặt đá chẳng mua mua. Hai ông bà cũng bằng tuổi con em Tuyên đấy, nhưng mà nói chung là hơn tháng anh, hơn tháng nhiều, hơn nhiều, hơn vậy con nhà anh phải 3-4 tháng đấy. Con này 12 tháng rồi. 1 tuổi rồi, con anh thì chưa được. Con anh cuối tháng 5 này, đầu tháng 6 thì mới được 1 tháng. À, 1 tuổi nhầm. đấy, cho chú Sử ấy xong rồi bảo chú Sử chỗ cái máng nước này đã đi. Hôm trước bảo nhờ rồi, hôm trước bảo nói là làm. Không thì không làm là không được đâu nhá, không thì các cô có nhiều các cô chú bảo nhận quà rồi mà không làm là không được. Nói chung là anh thì cũng phải nói rõ rõ luôn nhá. Này, một hơi. Thôi, chỗ này em lại cởi chuồng thì em Tuyên không quay nhá mọi người nhá. Đấy, đang tắm ấy, cởi chuồng. Đấy, thôi. Đấy, bảo thôi thì đấy ok, con dê đấy anh thấy rồi. Còn về cái vấn đề máng nước này này. Dạ. Có ủa nhìn mà dạ.
chú Sự phải làm ấy nhá. Anh là sang tuần là anh nhờ thằng Tiệp vào đây rồi đấy. Sang tuần nếu mà chú Sử thuê thì thuê, không thuê thì thôi. Là cứ nhớ chị ô mà ra nick quên là làm đi, mua về để lâu như thế rồi. Làm máng nước đi, đợt tới là anh thuê Tiệp về làm máng nước cho trường học với làm cái đu quay cho nó sửa lại đi rồi. Ờ. Chú Sự. Bên này tức là mặt con mà anh thuê vào thì anh cứ nhờ làm có cho chú trả mấy tiền công. Ờ. Chứ vì cái qua cô chú bảo là chắc là già chú không lên được. Ừ. Nhưng mà thế bảo thế phải cố gắng làm ấy, các cô chú tặng cho mình rồi. Ấy là đã uống thêm mốt rồi, nó phải uống. Khó uống ấy, uống trên tập chú đen. Ua đi mà, ua đi, như ví dụ như mấy hôm trước mưa thì còn lấy một tí nước chứ. Chắc là bỏ, có làm mà chắc là cao. Chú không lên thì thì khổ như sạo quá, có thế là quá, xa quá. Ok thế nhá chú, thế nên mấy nữa thì Tiệp vào thì bảo thôi tốt nhất là mình thuê người ta cũng được mà. Chứ bây giờ nhá, anh nói thật với thầy nhá, thuê ông Tiệp có thể lấy 100-200 nghìn bằng cái tiền mà chú Sử ví dụ nhờ ông thề, ông ví dụ nhờ mấy ông ở trong thôn này trèo lên thì cũng mua tủ cây về nò thì cũng 100-200 nghìn đi giả thôi mà. Đúng không? Đúng rồi. Nó thật luôn. Đơn. Khi là thật đúng không? Khi là thầy ra, khi là thế tôi qua lúc xuống tầm là đã có tụ như giờ mua mua rồi, yêu bỏ tay rồi. Bây giờ chú nhờ thằng thề với ví dụ nhờ ông thề hoặc là ở trong thôn này bây giờ không còn ai rồi, thề này Phú à Nu này. Phú đi trên xây nhà rồi, ví dụ nhờ ông thề này thì tối nhờ thề kiểu gì chẳng phải mua tủ cây về nó mỏ hầu chơ thì y giả tiền đi đúng không? Uống rượu làm gì cho mệt ra. Nói chung là thôi đã thấy chú là mua được dê là tốt rồi. Đấy, còn cái quà này nói chung là mình phải nhắc bà con không để nó phí ra. Ông Xính bà về chưa? Xính thì không biết về chưa, cô chú bây giờ em tiện sẽ ra. Thôi, chú Sự nghỉ nhá. Vâng, vâng, vâng. Đây, các cô chú ơi, đây thì nhà mẹ em Xính bà đã về. Thế hai vợ chồng Xính bà đâu rồi? Thế. Hai vợ chồng Yên và Bù Công chị Mai rồi. Bù Công á? À, chị Mai à? Vâng, cho nghỉ nhá. Thế là nghỉ mua được tù trì chưa? Dua chưa? Tâu rồi à? Nó xem nào. Nó lo hay me me? Lo. Lo á. À. Ôi, nuôi gà ở trong nhà. Cô chú xem này. Thế muốn được luôn được cả hai con à? Mua cả hai con luôn. Con là đẹp nhất. Nào, xem đẹp nhất không? Đây, hai con này à? Con này với con đen kia. Đúng rồi. Thế con nào của nhà Xính bà, con nào là con của? Này. Con này của Xính bà. Con đen là của nhà anh bố mẹ. Con đen nhìn to hơn chứ? Con này to hơn mà con này chửa. Con trắng chửa? Vâng, con này chửa. Me me này mẹ chửa? Có. Ê già. À đây đây được hai con dê kìa mọi người đấy, con dê mẹ kìa. Con dê đen kia nhìn to hơn mà. Con kia to hơn mà con cân 21 cân. Ừ. Con này, 23 cân, nó nhìn bé mà 23 cân. Bé hơn kia. Ừ, bé lại nặng cân hơn. À, thế con này là quản chính bà này đúng không? Con này 22. À, 23, 22, lúc thì 22, lúc thì 23. Con này 22, 2,2 triệu. À. 2 triệu. Tính à. Mua tấm cưng mua tiền không? À. Cưng 100 không? À. Ok. Hãy thì thông báo để cho chú biết. Thế là hai con này gì? Xem nào, đợt này chửa bao giờ là đẻ nhá, bao đẻ thì bảo nhá. Để vào xem này. Cô hơi chết cái con chú tà thì mà đẻ hai linh. Đấy, đẻ. Đấy, lần thứ hai à? Hai con như này tốt quá thì nhìn nữa à? Chết bị để hai con mà. Thế là cũng bán ở đâu để chưa bị chết non đúng không? Đúng rồi, hơi chết bị chết mà. Này, lợn này, ít nhất là chuồng nó phải như này này. Chuồng lợn nhà chú Sử như kia thì nó dính nước ra là bệnh đấy. Gái rồi coi cô chú xem lợn này không có rau ngô cho ăn này thì mà ngài thôi nhé. Ừ, nguyên ăn nguyên rau là cũng khổ đấy. Nhìn các cô chú này, lợn thì lợn chửa đấy, đang nuôi con mà gầy nhơ xương luôn, không có ngô ăn nhà có tí thấy xua hết.
Nhà không có ngô nên là cũng khó đấy. Đấy nhá, tù trì này nó lo lo nhá, Niển nhá. Ừ. Thế thì thầy bảo bao giờ là nó mà đẻ thì bảo nhá. Đấy, po cừ nhà đây, Niển cũng có đấy, ngô đây. Mua về hả? Mua về chứ. Ây da da, thế là... Nhà mua về. Cũng không đủ một bao này bao nhiêu tiền này? Bao này 460. Ây da. Ấy thấy không, các cô chú thấy không? Thế thì bà con đi làm ngô không đủ này mà cái tiền mua phân như kia thì chả đủ thì đúng rồi. Chả khổ à? Khó. Không có tiền mua phân cho ngô mà ngô không lên được mà không phát triển. Thế thì bây giờ nhà anh Thà này có nhiều nương không? Liệu được mấy bao? Mỗi lần thu hoạch thì được mấy bao ngô kia như kia? Con này. Hử? Giờ nên để cái chị đây như tao rồi sẽ sinh nhận như cái này bảo có nhờ nhờ đỡ mà đỡ xấu quá mà ngô không lên chắc mà lên mà không tốt được mà thu về thì con nó tàu sáu bảy bao cả bắp hay là cả tách hạt như kia cả bao như nhau thế thì tách hạt ra thì nó cứ tách hạt như nhau à tách hạt như kia gì vâng. Thế thì chỗ đấy là mua hết bao nhiêu như năm ngoái mua hết bao nhiêu tiền phân tiền phân này mua hết bao nhiêu tiền phân này à, năm ngoái bảo xin bán dê đi mua phân rồi gì nữa ấy à năm bao quá năm bao cho vợ té ôi trời chỉ dòng tiền tài cái chị tao cái bảo năm bao thì mà đến sáu quá mà năm bao mỗi bao phân bao tiền một phân bây giờ đâm lê thì 600.000 600 hơi chất thì 900 năm ngoái. Năm ngoái 900 thế bây giờ đang xuống chứ? Bây giờ đang xuống 600 rồi. Thế là rẻ hơn. Thế năm ngoái 900 thế thì 900 là mua 5 bao đúng không? Đúng rồi. 5 bao là 4 triệu rưỡi. Vâng. Đúng không? Đúng. 4 triệu rưỡi thế thì sao không để 4 triệu rưỡi để mà đi mua ngô đỡ phải làm không? Đúng. Một bao như kia 400 403 đúng không? 406. Vâng. Thì cứ cho là 500 đi. Đúng, đúng không? Cả công đi chợ đi. 500. Thì tiền 4 triệu kia đi mua được 5-6 bao kia không? Đúng rồi mà, chắc chắn... Đỡ phải đi làm ngô, đỡ phải mệt nếu mà như thế. Đúng rồi. Đỡ phải mua phân. Đúng rồi. Đây nha, tiền mua phân đã mất là 4 triệu rưỡi rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ thì 4 triệu rưỡi thì em đi mua cũng được 6, lại tính ra được 6 bao ngô thì cũng bằng. 4 triệu rưỡi thì mua được 6 bao ngon thì mà... tất cả nhằm danh thì mình đủ lá này, không làm thì không được hết. Đi mua thế tiền cũng y giả nhau, giống nhau thì tội gì? Thì làm lại còn mệt chứ? Phải á, chắc là không làm không mệt mà tiền không dịch được đấy. Khổ. Đấy các cô chú thấy đấy, đi làm vất vả như thế mà ngô thì tính ra thì cũng hòa tiền. Đúng rồi. Cũng ngô về thì cũng chỉ đủ hòa tiền mua phân thôi. Mà cũng chả thu hoạch được mấy. Đấy. Nên là các cô chú thì thế nào xính bà đi đổi công, thế còn xính lại bế con đi bú sữa à? Đúng rồi. À, ông chồng ở nhà. Anh nữa thấy đi qua nhà thế là hình như đang làm đường rồi đấy. Đúng rồi. Đấy thì cũng có sự thay đổi đấy cô chú ạ. Đấy. Thì đây nói chung là vợ anh Thà đấy đang ở nhà một mình làm nương đây. Đấy thì còn các cô chú có những món quà và đấy ngôi nhà này thì nói thật là các cô chú rất là muốn giúp gia đình nhà em Xính Pa hoặc gia đình nhà anh Thà. Nói chung là em Tuyên thì luôn luôn hy vọng và có thể là mong rằng những hộ gia đình thực sự khó khăn như này có thể được sự giúp đỡ của cô chú. Đấy thì các cô chú có thể giúp cho gia đình thì có thể gửi về cho em Tuyên. Thì em Tuyên có thể thông báo lên để tạo động lực cho gia đình. Đây là gửi 1 triệu hoặc là 100-200 nghìn làm nhà. Thì các cô chú cứ gửi về có thể là mỗi người một ly một like để giúp cho gia đình như này. Chứ đây tù niệm Han Tâu Sùng. 48 tuổi. Đây là 48 tuổi, một người nhìn người bé tí đấy. Nhỏ nhỏ ấy. 30 cân rồi đấy, ốm yếu, răng thì cũng móm hết rồi, đúng rồi. Cũng khổ, bà con cũng khổ nên là đấy cũng gọi là được nửa quãng đường rồi đấy cô chú ạ, đấy có thể là nửa quãng đường tuổi đời rồi đấy mà ngôi nhà nó vẫn lụp sụp như này, thì nếu mà hy vọng là được các cô chú hỗ trợ để giúp đỡ cho gia đình, em Tuyên chỉ biết là như vậy thôi, mong rằng được sự hỗ trợ của cô chú, còn em Tuyên nghĩ là bà con thôn Để Chia đáng được nhận những phần quà, được giúp đỡ xây nhà. Em Tuyên nghĩ là như vậy. Đấy còn lý do thì Tuyên nữa em Tuyên có thể chia sẻ thêm. Đấy, đây còn
Thôi thì nghỉ làm đi làm ngô xong chưa hay là bây giờ có đi làm ngô không? Ông tế đã làm mà. Thế chưa có nhảy. Chưa xong. Chưa xong. Một tí ở dưới kia. Thôi thì nghỉ nghỉ ở nhà xong đi 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 làm thôi. Anh xem nào. Xem hôm nay nghỉ có cái gì ăn nào. Em tuyên thử đây. Ăn chưa xong mới đi đúng không? Này rau này. Đấy, có gì đâu. Cái chảo này trước là cô chú tặng đấy đúng không? Đúng rồi. Này, rau này. Đấy, chỉ có thế thôi cô chú nhá. Còn đây là gạo này là các đoàn các cho này. Đấy, gạo hết rồi. Này, súp này hôm qua các chú đoàn các anh chị cho đấy. Đấy. Dầu ăn súp này là các anh chị cho đấy, đúng không? Đúng rồi. Đấy, nói chung là gia đình không có, thực sự là không có, khó khăn quá. Ừ. Nhưng mà quà cho bao nhiêu định hết thôi, nhưng bà con phải cố gắng mà làm thôi. Đấy, nói chung là ngôi nhà này khó. Cũng không biết là thế nào. Đấy, còn là hy vọng các chú giúp đỡ được phần nào thì hay phần đấy. Thôi còn là thôi thì ở nỉ ở nhà nghỉ ngơi xong đi làm nhá. Thôi cho nỉ nhá. Vâng, xin chào. Nỉ thì cũng đang bắt tay. Đây thì ở ra đến ngoài này thì em Tuyên có thể nói một chút, có thể lý giải một chút xíu. Thì các cô chú, anh chị đang bảo là liệu bà con để chia có xứng đáng và được nhận giúp làm nhà không? Vì đây thì có những ngôi nhà, ví dụ như nhà chú Sử đây. Đấy. À, kia đây, ông Xính ở đây. Đi về nhanh nhanh, không để con đi nắng dưa nó chẳng ốm à. Thế Xính đang làm đường ở kia là gì? Cái gì á? Đúng rồi. À, làm đường. Đấy, đưa đi vừa đi nòng mỏ về hả? Mẹ. Mẹ đi thì xong phải lấy cái mũ đội cho nó chứ. Đi nắng này chẳng ốm à? Có mỏ đâu đi đâu. Trời ơi. Là được trước mẹ thì hay trông lắm, mụ trộm vía mụ bọn lắm. Có này tí mày em trông luôn đấy, không khóc luôn. Cả không ngày cầm đê không khóc. Ừ, chỉ đói thì mẹ tự ăn bằng cháo à? Đúng rồi. Đốt thì trộm vía đấy. Lóc cháo lóc. Trộm vía không các cô chú? Đấy, rất là may có cô chú hỗ trợ cho. Đấy, thôi đi cho vào nhà nghỉ đi, không là nắng ấy. Nắng này, ốm ấy này. Cho một chê, thuốc. Nhà, mà từ từ, thầy hỏi là thế lần này dê này mang về thì bao giờ bán đấy? Mua, hôm nay là mua là hôm nay là được. Bao giờ bán? Để anh em biết. Bao giờ bán? Có bán nữa không? Nhớ nhá, lần này... Lần này dê không phải dê của ông đâu, dê là dê của me này này. Dê là dê của me đấy nhá. Ông không được bán đâu đấy. Lần này tôi hỏi đấy để ông xem ông bao giờ ông bảo ông bán. Bao giờ đẻ thì bảo anh nhá. Nuôi đi chăm thật tốt vào. Thôi cho con vào nhà đi. Nắng ra khổ ra. Chào nhá. Bye bye nhá. Đấy, cười kìa con chú. Ủa trộm vía lắm. Thôi đi vào nhà đi cho đỡ nắng. Đây. Tí nữa em Tuyên lên chỗ nhà em Xính Pà cho cô chú thấy là Xính Pà cũng đang kê kia đang làm nhà đấy, đang làm đường, chẳng qua là chắc là con ốm, con đói nên là đi cho con bú sữa thôi. Thế thì đây thì em Tuyên quay trở lại với cái câu chuyện mà có rất nhiều khán giả bảo là em Tuyên hãy đi nơi khác vì thôn bản để chia đã xây dựng xong đường, hệ thống đường công cộng rồi, hãy đi nơi khác thôi, còn kệ cho bà con thuê chia tự xây nhà. Thì em Tuyên nghĩ là không nên như vậy. Em Tuyên nghĩ là như vậy. Em Tuyên nghĩ là bà con để chia xứng đáng được các cô chú giúp đỡ xây nhà. Lý do tại sao, đúng không ạ? Có thể như mọi người bảo là những kênh khác đấy, đúng không ạ? Bây giờ các cô chú có thể muốn so sánh, đúng không ạ? Em Tuyên thử so sánh những kênh khác nhé. Những hoàn cảnh kênh khác có thể là đến là những hoàn cảnh khó khăn, hay có những hoàn cảnh hai vợ chồng đủ chân tay, đủ chân đủ tay, chỉ vào thấy là chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, các cô chú thương và từ đó các cô chú giúp đỡ xây nhà. Đúng ạ, hoặc là có thể nhiều kênh lớn mạnh hơn. Đấy. Thì vào chỉ thấy hoàn cảnh khó khăn, ngôi nhà lụp sụp là mọi người tương trợ giúp đỡ xây nhà. Đó. Còn như bà con thời chia, ngôi nhà lụp sụp cũng không khác gì những hoàn cảnh đó, mà thậm chí có những ngôi nhà lụp sụp hơn. Ví dụ như những ngôi nhà như này là em Xính Pà đây. Lụp sụp hơn, có thể có chú giúp đỡ rất nhiều thôi, hoặc là những hộ gia đình như kiểu vừa rồi như em Thề, em Xá. Tại sao bà con, em tôi nghĩ là tại sao bà con xứng đáng? Là vì trong 2 năm vừa qua, hơn 2 năm vừa qua, bà con thời chia chúng ta đang chung sức vào làm cái cầu thang, chung sức vào làm con đường, và những con đường, những cái công việc cộng đồng, xây trường học,
cũng bà con cũng đợt đấy là cũng sát bột đá đập đá nhá, cũng phải không nhá, bà con làm đường nội thôn, làm đường huyền thoại kia và làm cầu thang. Thế bà con trong 2 năm trời bà con chỉ tập trung vào làm công việc cộng đồng, bà con không đi làm thuê được ở đâu cả. Đấy, mà những ngôi nhà còn rách còn nát, bà con đang cố gắng gồng mình để được những cái việc chung thật là tốt nhất. Đấy thì em Tuyên nghĩ là đấy, bà con thời chia đang cùng nhau làm việc như thế là quá là tốt rồi. Thì em Tuyên nghĩ là đấy là những cái các cô chú giúp đỡ cho bà con thời chia phần kinh phí nào đó để giúp xây nhà, thì em Tuyên nghĩ đó là những phần quà xứng đáng để bà con được nhận lại trong những cái gì quả ngọt trong 2 năm vừa rồi, hơn 2 năm vừa rồi bà con làm đường là để làm công việc cộng đồng. Còn có thể nếu mà mọi người mà muốn so sánh đi, mọi người thử so sánh những hoàn cảnh ở trong thôn Đề Chia với hoàn cảnh những ở kênh khác, liệu bà con có thể khó khăn không, đúng không ạ? Đây này, bà con phải đi gồng mình đi lấy nước đây này mọi người. Đấy, những cái công việc cộng đồng bà con vẫn làm và cái cuộc sống bà con vẫn phải đang cố gắng từ từ mà làm thôi. Đó. Chứ thì ví dụ đi so với những kênh khác, đúng không ạ? Những kênh khác thì có thể là may mắn là kênh lớn mạnh hơn em Tuyên, những ngôi nhà vẫn còn đẹp lắm, vẫn còn tốt lắm. Nhưng đến mọi người chỉ thấy ví dụ đây là trưởng thôn hoặc là hoàn cảnh này là được giúp đỡ xây nhà luôn. Đấy. Nhưng mà bà con đã, em Tuyên dám có thể nói là có thể đã bỏ sức ra để cùng nhau làm một cái việc cộng đồng lâu năm như này chưa? Đó, nên là em Tuyên nghĩ là bà con thời chia xứng đáng được các cô chú giúp đỡ. Em Tuyên nghĩ là như vậy. Vì trong 2 năm vừa rồi bà con đã làm việc rất là tốt. Có thể mọi người bảo là không làm thì ai làm cho. Đấy là công việc cộng đồng cho bà con. Nhưng mà nếu mọi người mà muốn so sánh thì mọi người hãy so từ những hoàn cảnh khác về hoàn cảnh này đi. Chứ em Tuyên nghĩ là đừng nên so sánh nhiều. Và nếu mà so sánh thì tại sao mọi người không nhìn vào những cái mặt như này mà mọi người so sánh, mà cứ đi so sánh là xây nhà to hay xây nhà bé hoặc thế này thế kia, hoặc không giúp nữa hoặc giúp nữa đi. Thế nói chung là chúng ta hãy nhìn nhận vào đấy là em Tuyên nghĩ là bà con là đấy là quả ngọt bà con xứng đáng được nhận được thôi. Đấy nên là mong mọi người hiểu cho. Còn em Tuyên thì vẻn cứ chia sẻ hình ảnh ở đây mọi người nhá, vẫn chia sẻ hình ảnh của thôn Đề Chia và vẫn chia sẻ những hoàn cảnh khác để giúp đỡ cho bà con nghèo, có thể giúp đỡ được phần nào hay phần đấy. Hy vọng nhất là có các cô chú mạnh thường quân thôi. Còn bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép là không nói nhiều nữa. Đấy thì cũng thông báo là có những con dê giống về với bà con rồi. Thì một lần nữa cảm ơn các cô chú anh chị đã luôn luôn tin yêu và thương giúp bà con ở chia để có những cần câu cơm. Đấy, bây giờ là những con dê giống như kia là cần câu cơm. Còn bây giờ thôi em Tuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn là người hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video nha. Em Tuyên xin chào.